tượng là phong tà nó không dừng lại, mà nó đi đến cái gốc, thế là đây này nó xuống cái gốc này. Cho nên anh đau này mà đến đây nó nặng ở đây rồi, đây trục cứng ở tay rồi, cái này rất dễ. Thì rồi đi đến đây là đến tà, đến tam tiêu này, đây là ngoại quan, thì tôi châm một cái ngoại quan. Trên trong sách cửa khi đau các tay người ta châm khúc chỉ ngoại quan và châm đoán, nhưng cái nặng thì thế này. Ở thế này thì tôi nói đấy, nó xuống đến đây thì xuống đến đầu ngón tay, các đầu ngón tay là huyệt tỉnh, huyệt cuối cùng. Nhưng mà trước khi xuống đây thì nó sẽ bị ở các khớp ngón tay và bàn tay. Mà trước kia thì chúng ta cứ châm là bắt tà, nhưng mà bây giờ thì tôi cũng không châm là bắt tà, nó ra cả ngón thôi. Nhưng mà ra cái bàn tay cứng cái này, cứng cả bàn tay ra thì tôi phải châm là châm. Thế chỗ này nếu ta mở cái bộ ra đây, những một đốt này, đốt một này, đấy, mấy cái đốt bàn tay. Thì tôi tìm đến ba huyệt thôi. Huyệt thứ nhất là chẩm một này. Khi tôi tìm là chẩm, tôi ngón tay tôi sờ ở đây, tôi mở một cái, tôi châm thẳng vào một bàn tay. Đấy, tôi châm bàn tay thì mình nhìn không biết đâu. Đây là chẩm hai. Thì châm nó mới mềm mấy cái bàn tay được, bàn tay này cứ cái này. Đấy, hai này. Nếu có bốn cái tôi châm một cái huyệt nữa. Mình thì xem ở trên chỗ này cái chỗ nào đó nó cứng nó đau thì mình làm cái huyệt dẫn nó bị có sáu huyệt cơ. Thế đây ba huyệt đấy. Đây các chị ở gần đây nhé. Cái kim vào lưỡi vào mu bàn tay rồi đâm thẳng xuống lòng bàn tay. Sợ nên thấy như mình hay có một xí xoài thôi. Nghĩa là chỗ này châm không đau gì cả. Thế sau ra những ngón tay thì tôi lại làm những cái huyệt ngày xưa ta vẫn làm. Mỗi bên nó có bốn huyệt mà bát tà mà. 1, 2, 3, 4. Nhưng tôi chỉ châm những cái huyệt mà nó liên quan nhiều đến khớp. Tôi châm bát tà châm chéo chỗ này. Tôi châm một cái huyệt bát tà 1. Đấy, đấy. Khe bàn tay này cũng phải chìm đúng thì không đau. Thế nếu mình châm thì cũng đau mà vào chỗ chỗ nó thần kinh thì đau lắm. Đấy, thế là hai cái nhé. Và chỗ này có huyệt hợp cốc thì tôi châm, bởi vì anh cứ nghĩ cả tay nhưng mà huyệt hợp cốc thì tôi châm đồng gốc rồi tôi đi xuyên vào lòng bàn tay. Cho nên trong sách của tôi ghi là hợp cốc xuyên lao cung, thế này để hợp cốc thế nhé. Xuyên lao cung cái là cứ là đi thẳng, đi mà thẳng đó là bàn tay thế rồi. Thế bây giờ thì là nó mềm rồi. Nhưng nếu mình không châm này mình kéo tay bệnh nhân ra thì bệnh nhân đau sợ lắm. Nhưng mình châm này rồi xong rồi em cho máy chạy vào tôi. Thì máy chạy nó thông các kinh và các lạc, nó làm cái cơ mềm ra. Và những cái cơ nó bám vào xung quanh ngón tay nó cũng mềm ra. Và lúc đó mình cầm tay nó từ cùng nặng em cho cái này. Thế rồi thì là mình sẵn. Thì các ông chí sẽ thấy bàn tay nó mở thẳng ra. Nếu phải làm nhiều lần thì nó mở hẳn. Còn bây giờ làm xong, xong rồi về thì nó lại cũng là. Đấy, em cho cái tích đi. Đấy. Các em làm là phải có kinh nghiệm với tôi. Đấy, đấy. Đây các chúng ta nhìn thấy nhé. Khi làm những cái huyệt hợp cốc này rồi lạc chẩm này, bát tà thì nó làm rung ngón tay và bàn tay. Anh thấy nó rung không? Mình nói là lời chứ gì chứ. Rung không? Lời nói. Rung. Ừ, tôi chữa chồng chứ tôi chữa tôi đâu mà hỏi. Đấy, nó rung cả bàn tay như vậy. Thế bây giờ muốn cho bàn tay dài ra, nếu mà ta cứng bên này ta kéo ra thì ông chú phải đau lắm. Nhưng bây giờ khí đã chuyển trong bàn tay ngón tay rồi thì các em xem tôi, các em gặp lại nhé. Để anh quay cái này. Để tôi lọc, tôi đặt lòng bàn tay xuống hầm úp vào bàn tay của bệnh nhân. Thế này tôi lấy ngón tay tôi nhẹ nhẹ tôi đẩy. Đấy, đấy. Không thì cũng kết hợp với tôi mới được nhé. Đấy, tôi duỗi bàn tay của ông ra thì ông cũng phải cố gắng duỗi ra một tí. Em kích thích mạnh đi. Nó rung hết cả ngón tay như này. Thì một tí là nó mềm ra, nó duỗi ra được. Đấy, tôi phải cầm. Đấy. Vì lâu quá rồi, nó cứng hết khớp rồi. Cho nên một tí nó cũng duỗi được ra này. Tôi đẩy một tí nhẹ nhẹ nhé. Ờ, tôi làm nhẹ nhẹ cho chân của cái tay của anh nó rơi lên được. Đấy. Một ngón tay thôi mình cũng chậm là chậm. À, đau quá. Không, thế thì thôi chứ được chưa, thế vậy.
cứ ngồi mà ôm tay mà khóc. Bây giờ chữa thì phải cùng kết hợp đi. Đấy. Nó cứng ra rồi mà, nó cứng lắm em ạ. Thế nhưng mà thì mình cũng không ép cố bệnh nhân lôi ra đâu. Nhưng mà nếu hai cái tay thì mình không đi nhìn xem. Cái tay này là mình có thể kéo thẳng được ta một ít rồi. Nhưng một chút nữa thì kéo một tí nữa. Chứ bên này cứ làm tôi không nói nữa, chứ không có gì ra. Tôi vẫn làm như thế thôi, làm nhanh. Thế xong mình kích thích độ 10-15 phút thì tay nó mềm mại, đấy, đây vẫn thế nhé. Mình làm quen rồi, mình tìm những người lạc chậm thế. Thế này thì đã đau chỗ đã kêu rồi, phải không? Nếu châm từ mu bàn tay vào lòng bàn tay thì ai đau đi. Như đây nó vào huyệt thì không đau, thì cũng không kêu, đấy. Tôi cho một người lạc chậm đây nữa này. Đấy, lạc chậm này, đấy. Bây giờ cho bát tà này. Cái bát tà này thì theo tôi thì là thứ yếu thôi. Có tác dụng nhưng không mạnh bằng những người lạc chậm. Đấy là tôi làm thử để mà mình xem. Ông kêu nhưng mà cứ để từ từ nó khác rũi ra thì cũng không kêu được. Đấy. Để mình làm nối đi. Nối dòng kích thích nhé. Vì các chú đi với tôi quen rồi, các cậu khác không biết. Ít quá thì ngon chua, mạnh quá thì người ta đau. Đấy. Đây. Đánh rung ra chứ? Đây. Rung được rồi. Con phải làm chân với con mà tôi phải làm cái nhà này để chuyển đổi nghiên cứu ra đó. Thế tôi để thế thì không phải cứ hoàn toàn dựa vào máy mà bệnh nhân cũng phải cùng với tôi cố gắng nhé. Đấy, tôi từ từ tôi đỡ lên thì anh phải duỗi cái tay của anh ra. Đấy, anh cho bên này nữa đi. Đau dữ rồi. Ôi giời, đau dữ thì đừng chữa nữa, cứ thế thôi, đi về nhà mà kêu. Bệnh nhân là thế đấy, đến chưa nhưng mà động một tí kêu, cứ như mình là người là thật tội. Đấy, tay nó mềm, nó đuổi ra dần dần đấy. Tại tôi không cần, tôi kéo rồi nó không kêu, nhưng mà kéo ra nó nhanh. À, làm sao? Ở đâu, ở đâu? Ta thấy nó chữa đấy, cái gì kêu. Rung rung đấy mà. Còn phải châm nữa, vì ông liệt cả chân cả tay cơ mà. Nếu mà không có thì được đến chữa nữa. Rồi đến tôi làm kiểu này, bác sĩ khác làm kiểu này, bồi làm. Thế này mình làm dương âm truyền. Dương âm truyền này. Đường truyền nhé, đường truyền nó xuống tận bàn chân thì xuống đây giải khê để chân cứng lưng chung, chân cứng như đá này, bệnh này lâu lắm rồi. Hôm nay sao lại đến đây thế chứ biết, giải khê nhé. Thế đây này, em đem chung hết cả các cân kéo hết cả lên rồi, thế đây mình cũng ngừng lạc chậm này, nhé. Thường là có 6 thì là chậm đến trong 3 thôi. Tuy là nó vào được dây đâm nhưng không đau. Đây. Thì nó mới mềm ra. Đấy. Đấy. Em có một việc nữa mà nói này đấy, sợ chết khiếp. Cái lòng bàn chân, lòng bàn chân là giữa lòng bàn chân là việc gì? Để rút tuyển. Mà các bàn chân cứng với đau là chân đúng một huyệt ống tuyền. Người hôn mê còn tỉnh dậy cơ mà. Thế như là cái huyệt đó là huyệt rất dầm cảm. Hôm nay thì chúng kêu như thế nhưng tôi vẫn phải chân. Chúng huyệt ống tuyền để tôi thấy là cơ và bàn chân với mẹ ra. Thì chưa kịp kêu người ta làm xong rồi. Đấy. Thế khi nó mà kích thích thì nó mềm cái bàn chân này cong hết và chân.
Đấy được rồi. Không kiếm. Trâm là ai? Ông ngồi xem với Trâm phụ nữ với tôi là trẻ con, có ai kêu mà không biết kêu. Thế này không ai hầu được đâu. Ái với ế mà. Nên các cái những vị này vị cứ tưởng là đến ngay là khỏi, không còn chịu đựng. Thôi tôi cứ làm này rồi ông chữa cho ông chữa kệ. Kem nối gai chân lại. Thế tóm lại cái loại này là rất khó chịu, nhưng mà chúng ta nghe từ đấy giờ đấy khó chịu nhất là tức là cái hệ thống vận động từ đốt cổ 1, đốt cổ 2 xuống đến L4 đến L5. Thế vì thế cho nên là từ đốt cổ 1 đến cổ 2 nó bị để xuống đến cổ, đến vai, đến tay, nhưng đến bàn tay là nặng nhất. Ở lưng thì nó từ lưng thì nó với chân, cái chân để thì nhẹ hơn, thì xuống bàn chân là nặng. Cho nên mình những cái mình châm, châm điểm đấy là phải châm từ trên cổ đến lưng. Thế bây giờ thủy châm nhé thì cũng vẫn thuốc ý thôi. Tại vì cái này thuốc chẳng qua là thuốc bổ để hỗ trợ cho thần kinh và cơ hoạt động thôi. Thì phải chia đều cho các chỗ của anh. Với anh bị ở cổ là, cho nên tôi tiêm hai bên cũng thì một bên là một bên trên dưới. Thì có nhăn thế này ai làm gì mà cái nhăn nhó. Không có đẹp trai thế nào. Có làm gì đâu mà nhăn. Này nhà vợ thôi. Lúc vợ thì bỏ chết. Thế là đau quá thì lại chửi vợ. Đấy, đây là làm phong trì nhé. Tôi nói đùa thì mới giận nhé. Phong trì, đấy. Thế rồi. Thế với tay nhé. Thì thực ra nó từ đây xuống nhưng nó tập trung lên ở bàn tay. Cho nên thuốc là mình phải tập trung vào cái chỗ nó nặng. Từ đây thì ví dụ có thể là ngoại quan cũng được. Nhưng mà muốn thẳng cái bàn tay, mấy con tay ra thì tôi phải làm hai huyệt lạc trầm. Trong bốn huyệt này huyệt nào cũng được, đấy. Chỗ này không đau đâu đâu được, không tiêu ẩm được. Đấy, bên này huyệt nữa. Đấy. Đấy, được rồi, đấy. Thì thuốc nó vào, nếu hỗ trợ nó hoạt động kinh lạc thì mới khỏi được. Nếu cho một cc nhé, đấy. Đấy, hơi chỉ là đau. Dưới bàn chân thì mình làm giải khê thôi. Giải khê là cái chỗ gốc của nó đưa ra cái ngón chân. Thì tôi mà lửa lên thân thì bên này thì được rồi. Thôi không nhăn nhó nữa, mở mắt ra. Mở mắt ra nhìn mọi người. Mở mắt ra lấy tay vòng cổ hả? Mở mắt ra thì đau đến tay, đau đau thì mới lạ chứ. Mở mắt ra hết cả dụng cổ nổi. Thế thì nhắm mắt lại vậy. Cái ông này là làm nông thăng. Và cái con ông này là hổ. Thank you.
nhớ thì dần dần hồi phục được một ít, trả lời đúng câu hỏi. Cách đây 8 năm, trước đó thì vẫn đi học, học lên năm thứ 3 đại học. Đang đi học bình thường, phát triển rất là bình thường, thì bị stress. Tên em là gì? Hoàng Nguyễn Thượng Nghi. Hoàng, biết tên. Tôi không đọc dài quá, tôi nghe rõ tên là gì. Hoàng. Gì nữa? Nguyễn. Nguyễn. Hoàng Nguyễn, là bố mẹ là Hoàng và Nguyễn. Là cái gì tên là gì? Nghi. Hoàng Nguyễn Thượng Nghi. Dài thì cũng dài tên. Em phát âm rất khó. Ừ. Khí nó không giống được. Khi từ trên thượng không xuống hạ được, khi dựng lên được, nó gây hỗn loạn. Mình có nói là điện thì lên khơi nó hỗn loạn chức năng của các khả năng, tất cả các năng phụ. Nên là chữ này thì hơi khó đấy. Chữ này chữ này tất cả. Chúa có được không? Được rồi. Có đứng được không? Không đứng được. Thế là bây giờ, bây giờ rất đặc biệt, không phải như chú như người thường đâu. Mạch cơ thể nó có châm này, chi này, phù này, sáp này, hoạt này, sáp này, hơi thở. Nhưng bây giờ tất cả các cái mạch này đều hoạt hết, châm hoạt. Thế là vì em nó làm trò nó nên là nó châm như thế là cái lúc đó là khí huyết nó không chạy được nữa. Cho nên là nó châm vào phần âm. Nó châm vào phần âm thì phần dương nó lại hoạt động mạnh. Thì bây giờ 8 năm rồi thì vẫn trầm hoạt đấy nhé. Bao vào đây thì tạm thấy cho chỉ thấy được cho ấn lâu thì mới thấy thì rất chậm. Thế là vẫn có thể chữa được nhưng mà phải chữa là rất lâu. Mà bây giờ chữa là chữa này thì không biết là trong vòng nào. Cho nên là tôi xem mạch ở đây thì tôi vừa phát hiện tức là ở can là mạnh nhất. Nhược đến đó là nó thật và đi. Thế mà nó kích thích rất mạnh. Thì bây giờ để hoạt, thì tức là đờm, trường vị, bàng quang. Thế là các phần dương nó đều rất mạnh, Nhưng lúc nó chặt thật như vậy thì các cái âm thì nó bị ngay, nhưng mà các cái dương vẫn vận mạnh, nó vẫn cố hoạt động, cho nên cái phần cứu được vẫn sống là may mà các cái dương nó chưa ngừng. Thế mà trong khi kinh doanh đã bị rồi, cái dương ngầm ngưng luôn thì chết chứ gì vậy. Nhưng các cái dương còn để khỏe lúc nó còn trẻ, mà tôi cho bao nhiêu tuổi thì cái này là gì? 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 Cái
Chứ bây giờ chúng ta là phải là hướng đến một gì đại hội hay là hướng đến là phải là hồi âm. Hồi âm là hạ dương. Cái hồi âm là được toàn thân, chỉ có toàn chưa đến với toàn thân thôi. Chứ giờ không có chỗ nào nữa. Nói cũng được mà. Nhưng mà chúng ta sẽ chữa tất cả những cái chức năng thuộc của Bồ Tát, như môi và của Bồ Tát của Đại Việt. Thì cùng một lúc là làm như là theo lương của Bồ Tát. Là mình tâm thì rất chậm, mình thương được vượt và mình ngay cái lúc mà chống lại cái cuộc chết chỉ cần tập trung vào một lần này. Thì bây giờ nó mạnh quá, thì bây giờ làm được lại. Thì bây giờ điều hợp lương ấy thì bây giờ mình về, về tạng. Nhưng không phải chưa tích là trong nguyên thủ, tôi chọn cái bên cơ bản. Thế là dưới này là không chỉ thì cái truyền rồi về sao mình mà
anh em là mới phân ra từng nhóm để mà châm. Khúc gì hợp âm hay teo hay là cơ rồi đấy, thì cũng cần được. Thế cái này thì mấy cái huyệt mới tôi nói đấy, là những cái huyệt lạc chậm giữa những đốt bàn tay này thì là phải châm. Tôi gọi là lạc chậm 1, lạc chậm 2 và lạc chậm 3. Châm tạm vào đây mà nó gần đến lòng bàn tay, nó mở nó không đau. Rồi cái ngón tay này nếu cầm được đâu thì mới về cho bát tà. Tôi đã nghĩa là bát tà là 8 bên chéo, bên này 4 bên kia 4 là 8, thì mỗi bên mình chỉ làm 2 thôi. Đấy 2. Bát tà thế là huyệt ngón 2, à ngón 4, ngón 3, ngón 4, và ngón 2 và ngón 3. Đấy, thế là chỉ cứu bên tay nhé. Rồi cái chân, thứ dưới kia thì thế là bộ bên hai. Cái này là chỗ kim dài trên tay này. Trên tay này, kim mu xuống đây thì như cái chỗ này là phải kim 20cm, 25cm xuống tới đây như thế. Kim mu xuyên khúc chỉ. Rồi cái đầu bộ cho cái bàn tay nó thẳng lên thì là đi từ ngoại quan lên cũng lên khúc chỉ. Thì cái này 25cm dài, cái này 20cm. Cái xuống đến chân. Chân thì có thể phải làm mỗi hôm khác. Hôm nay là chân tay này thì chân vẫn để làm này. Thì phải chân một cái huyệt từ huyết hải lên đến âm liêm lên trên này. Cái hôm không sao phải là chân này là 30cm. Hai bên một thế. Mình cũng chọn ít huyệt thôi chứ. Tại vì kim dài thì nó trông quá nhiều huyệt. Cái này phải chân 100 huyệt thì chân sao. Được. Huyết hải cái âm liêm, cái này phía lại âm liêm thì cái này như vậy là mình làm được 30cm rồi. Đến dưới này đến đây thì khó chịu lắm. Ở dưới này trên này phía lại thì dưới kia của âm tức là chân từ tam âm sao mà có thể lên trung đô mà có thể là âm lân truyền, nghĩa là tôi ý tôi là một chân âm lân truyền. Để cái này như vậy là cũng như vậy là như vậy phải cứ lại như thế còn lại cũng cao bây giờ như thế đây là bộ thì cái bộ rồi đây là hai bên cùng bộ từ dưới là âm lên tam sao lên lần chuyển hai bên cùng giả từ tiên xuống từ dưới lần chuyển chuyển lên sao tạm thế này còn lại thì không biết thế mà thế phải là phải cái con bàn chân. Cái bàn chân thì chúng ta vẫn làm mấy nay thì là bệnh nhân là bệnh nhân từ tại khê thái xuân điện mùa hai chân điện trị và cũng chân bàn chân mỗi bên hai cái là nhau bốn thế được trên bốn đến bốn thì hiệu quả nhưng mà tôi nghĩ là vấn đề là khi làm cái chia bớt chia là ba nhóm ấy mỗi một mô độ hạ đầu ở trên được mọi người cho đi tiêu hóa để có thể có một chút nữa. Thế thôi. Cái này làm như thế. Bây giờ mình làm, đấy vừa là nói thế. Đã kiếm dài, kiếm dài, kiếm dài, và thế đó. Đã kiếm dài, em không có chữa bệnh không? Cứ lộn thế là mình đều là làm sư chữa cho nhé. Không đau đâu nhé, con phải làm như thế, để ai tự mình là khổ như thế này nhé, là khổ với người ta. Nói các cháu tự kỷ, nên là đây là đủ hết các thứ. Thì các cháu thì nó không bị này, nó bị họ kiểu này, họ kiểu ra kia. Thì cháu nên là nguyên nhân gây cho nó từ trên này xuống đi, tất cả đều bị. Thế nên mình cũng phải trở về, làm không đau nhé, cháu chịu khó nhé. Đâu không? Là trước khi anh em. Chứ gì nhanh, giỏi quá, anh hùng quá. Đồng quá, kiếm mật gì quá. Anh hùng quá. Như khúc chỉ này. Này, đeo cả hai tay rồi không chống khúc chỉ. Phải chống khúc chỉ rồi chăm lên bàn tay. Có đau gì đâu. Đây là cái tay của cháu nó đeo hết cả cửa rồi. Đấy là kiểu chỗ này không đau.
Tự nhiên như vậy nhân đề và bất hòa điều gì đó, cái nào nghe không nhìn điều gì đó. Chúc đưa những bị thương đến đưa lại tay đoàn ra và chết. Nó mất một giờ đồng hồ. Thầy cứ làm nhẹ, làm êm êm, làm người thầy từ từ, mình làm được dương lượng trên. Nếu mà trời cậu chịu khó, cậu chịu được thì mình cố mình cứu và làm được, chịu khó lắm. Toàn thân, các vị, các cô chả dám làm, là thật. Còn làm ít rồi. Kim này thì không sợ, để không sợ. Tất nhiên. Một lần phải kim, được cứ làm. Thế đây nhé, tôi làm cái phần này là hai chân. Thế bây giờ là hai tay. Được, nếu chưa bị chữa, bị chữa cả. Để nó tổng thể. Chúng ta hiểu.